thời gian gần đây chị Đỗ Thị Tuyết chủ tiệm spa chuyên chăm sóc cho phụ nữ mang thai và em bé ở phường Chánh Nghĩa thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương luôn sống trong hoang mang lo lắng tục độ tiệm spa và cá nhân chị Tuyết liên tục bị đe dọa tấn công bằng sơn và mắm tôm khiến cho công việc kinh doanh và cuộc sống của chị bị đảo lộn hoàn toàn điều đáng nói những kẻ tấn công nhằm vào các địa điểm làm ăn của chị từ tỉnh Đắk Lắk xuống tỉnh Bình Dương dạ lần ở Bình Dương này là hai lần và là tổng cộng là lần thứ 17. Ở trên Đắk Lắk là em đã bị 15 lần rồi ạ. Theo chị Tuyết, nhóm tạc sơn và mắm tôm thường đi 4 5 người bằng xe máy, không chỉ tấn công cửa tiệm, họ còn tạc sơn vào cả ô tô của chị Tuyết. Vụ việc đã được báo cho công an phường Chánh Nghĩa và công an thành phố Thủ Dầu Một điều tra. Trong tối ngày 14 tháng 10 năm 2017, các thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa đã giữ được một thanh niên khả nghi bàn giao cho công an xử lý. Từ đó đến nay, chị Tuyết liên tục nhận được tin nhắn từ các số điện thoại lạ, nhắn và gọi đến đe dọa. Chị Tuyết cho biết, chị có quan hệ với một người đàn ông đã có gia đình, hai người này có chung một đứa con. Sau khi chia tay, người đàn ông này liên tục đe dọa chị và liên tục tôi bị những cái số điện thoại lạ gọi và đe dọa nói là sẽ giết cả nhà tôi và nói là lần sau không phải là tạc sơn mà sẽ là tạc axit. thì uh, tôi cảm thấy rất là hoang mang lo sợ con tôi mang con tôi xuống đây để làm ăn nhưng mà uh, vừa mới trước buổi lễ khai trương của tôi là 5 giờ chiều thì hai giờ rưỡi chiều là uh, đã cho tạc sơn đầy trong trong trước cửa tiệm của tôi làm cho buổi khai trương bị trì hoãn mấy tiếng đồng hồ sau mới mới thực hiện Đáng chú ý, có người còn lập một Facebook và đưa số điện thoại của chị Tuyết lên đó để chào mời khách mua dâm. Sáng 18 tháng 10 năm 2017, Trung tá Nguyễn Khánh Phương, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ việc.